coi thằng thằng Đỗ á, Gia Linh Đỗ, nó nói lúc đầu năm á, em nghe anh Tài em mua vào 100.000 mà giờ em có thêm 1.000 nữa thì á, em nên bán ra mua khóa học hay em nên á, mua thêm đồng tiền. Thì đó là cái này đó là anh không biết tại sao nhiều đứa nó hỏi anh cái vấn đề này. Tôi nghĩ là cái này nó có lý không? Tôi nghĩ là anh nên trả lời nó làm sao. Như thí dụ đi ha, thí dụ đi, em muốn á là em có biết làm lời yêu điều trong mỗi chu kỳ hay là không. Ok, tụi em mua cái khóa học của anh hay là không đó, không, nó không thành vấn đề với anh, tại vì anh đâu có làm lời trong cái vấn đề đâu. Như như mà tụi em mà hỏi anh nữa là anh Tài có mà bán khóa học có tiền không, thì dĩ nhiên á là tụi em nhìn vô cái mà cái ví mà công ty của anh đó, không, thì tụi em thấy nó có mà 250.000 đô la chẳng hết, nó có gần 6 tỷ chẳng đó, không, thì dĩ nhiên nó có tiền chẳng rồi. Thì đó tụi em mà hỏi anh đó là anh có bán khóa học để làm lời không, thì dĩ nhiên nó có. Thế em đâu cần hỏi anh đâu, em nhìn vô đó cái mà cái ví của tụi anh đó, và tụi em thấy rõ ràng đó, anh cố tình đó làm cho nó công cộng để cho tụi em thấy rõ ràng được, để cho mấy con chó đẻ nó không có vô đó, nó nói xấu anh được. Ok, nó không có đặt chuyện được. Tụi anh thấy rõ ràng đó là tụi anh bán cái khóa học trong chưa được 1 tháng đó, không, và tụi anh bán được đó là 250.000 đô la, là 6 tỷ, thấy không? Thì đâu cần hỏi rằng đó là anh làm có tiền hay là không trong cái vấn đề bán khóa học này. Mà cái bán tụi em phải hỏi rằng đó là cái 250.000 này, cái 6 tỷ này đó, so với cái tiền mà tụi anh đó, bên phe của tụi anh làm để đầu tư trong thị trường đó, không, là nó khác biệt nhau làm sao. Anh có thể nói rằng đó là cái 250.000 này đó, nó chưa được 1%, nó chưa được đó là 1% nữa cái tiền mà tụi anh làm trong cái thị trường tiền mã hóa. Bởi nhiều đứa nó hỏi anh đó là tại sao anh Tài để 6 tỷ đó mà tụi anh Tài chưa chuyển tiền gì cho anh vậy, để đó nó không ăn lãi, nó không ăn gì chân á, vô tại anh Tài không thấy nó phí làm sao hay nó uổng tiền sao. Lý do tại sao tụi anh phải gấp để chuyển tiền đó, hay là làm lấy cái tiền đó để quay vòng vốn, một á, bông là mấy cái người á mà tao muốn á là quay vòng vốn đó, bông là tại vì cái đó là cái tư duy nghèo mạt, cái đó không phải là cái tư duy giàu sang đâu. Thì tụi anh đi làm cái chuyện mà cái tư duy nghèo mạt làm chi vậy, phải không? Thì cái đó, cái 200, cái 6 tỷ đó, bông tụi anh không có gấp gì chăng á, tao không gấp. Chừng nào tụi anh nó tới thời giờ đó, bông, thì đó là tụi anh sẽ sử dụng cái tiền đó, tụi anh sẽ chuyển cái tiền đó, phải không? Còn liền bây giờ đó, tại lý do tụi anh không gấp đó, bông, là tại vì nó cái số lượng cái đó, cái thu nhập đó nó quá nhỏ so với cái vấn đề mà tụi anh phải quản lý cái danh mục của tôi, bên phe của tụi anh đó, bông, nó quan trọng hơn. Thì đó là lý do nó gì đó, phải không? Thì á thằng Gia Linh Đỗ đó, em phải hỏi á, bông, cái ý anh nói, bông, là cái 6 tỷ này nó không thành vấn đề với tụi anh đó, bông, là tại nó quá nhỏ so với cái thu nhập mà tụi anh làm trong cái lợi nhuận mà trong thị trường tiền mã hóa đó, bông. Là tại vì á là em phải hỏi, bông, là mình biết đầu tư để làm lời điều điều trong mỗi chu kỳ hay là không, mình biết hay không biết. Em phải hỏi bản thân em gì đó, sao phải bỏ cái tôi qua bên, mình biết hay không biết, nó dễ gì đó. Mà xong rồi đó, mình không biết á thì á mình có chịu ra thị trường mình đầu tư, mà sao không biết, mình không biết làm gì á, mà sao mình làm lỗ đó, mình chịu làm gì không? Mình chịu ra thị trường sao mình cố tình á mình làm mất tiền để cho mình học hỏi, hay là mình cố tình á mình đi á học cái công thức đầu tư tiền mã hóa mà nó làm lời được đều đều mỗi chu kỳ được đó, không? Mà xong mình học cái công thức đó, xong mình áp dụng cái công thức đó, hay là mình muốn nó tự ra ngoài thị trường nữa, xong mình tự nghiên cứu riêng của mình. Thì cái đó là theo em thôi, chứ tụi em đừng có hỏi anh đó là cái tiếng Mỹ nó kêu là cái ý kiến, cái opinion đó. Ok, là mỗi một người đó, như em mà hỏi anh đó là em Tài, em có nên đó là có một bồ hay là hai bồ hay là ba bồ, anh Tài em nên ăn đó là mít hay là sầu riêng, anh Tài em nên uống nước dừa hay là uống nước cam. Cái đó là theo cái ý em muốn hả? Em muốn cái nào? Em muốn á là học hỏi xây dựng cái hệ thống đầu tư tiền mã hóa mà nó tăng cái xác suất đó, không, mình làm lời đều đều mỗi cái chu kỳ để đổi đời mình, hay là mình muốn á là tự ra ngoài đời mình tự nghiên cứu riêng của mình. Ok,
anh Tài anh bảo rằng á, hồi đó anh làm trên đường phố Wall, anh làm hết mấy nhiều năm rồi, anh chưa có thấy cái người nào á mà tự nghiên cứu làm lời được được hết trơn á. Hồi đó giờ anh Tài anh chưa thấy. Bây giờ mình muốn là ra ngoài đời xong mình chứng minh rằng á là mình sẽ là cái người đầu tiên đó mà tự nghiên cứu á làm lời điều điều được không? Thế em muốn làm gì không? Em muốn thì em ra em làm thôi chứ em đâu cần xin phép anh. Cũng mà em hỏi gì đó là em đang phạm cái luật số mấy của làm người đàn ông mạnh mẽ. Cứ mà em hỏi rằng á là mình nên á lấy ra 1.000 xong cái mình chốt lời, không như em nói rằng á em lắng nghe cái lời nói em nói này ha, em nói rằng á là lúc đầu năm em nghe anh Tài em mua vào 1.000 đô la, bây giờ đó em làm lời có thêm 1.000 đô la nữa, thì đó là em mới nói á bông, em mới nói cái lời nói đó là cứ mà em nghe lời anh cái phương pháp mà anh dạy đó em đã làm lời 100% rồi trong cái thị trường mùa gấu, thì em phải hỏi đúng không, và trong cái thị trường mùa trâu đó mình mà tiếp tục đó, có mấy người thầy như anh Tài đó hướng dẫn mình đó thì mình sẽ làm lời bao nhiêu, tụi em thấy không, tụi em mới nên nghĩ anh nên trả lời thằng thằng Đỗ đó, giống như sao nó mới ghi vô cái bình luận đó là lúc đầu năm em nghe anh Tài cũng mà anh Tài nói anh Tài mua vào trong mà tháng 1 2023 đó, thì đó, em nghe anh Tài em mua vào 1.000 mà bây giờ đó em có thêm 1.000 nữa là chứng minh đó là nó lời hết 100% rồi trong cái mùa gấu, liền bây giờ đâu phải là cái mùa mà thị trường nó lên đâu, liền bây giờ là mình đang ở trong cái mùa gấu mà nó làm lời hết 100% rồi, xong bây giờ nó hỏi anh nó bông là thì đó, em có nên mua khóa học của anh Tài không, thì á, tụi em nghĩ coi là anh nên trả lời làm sao, hay là tụi em nghĩ coi là nó nên á làm cái hành động gì, nó nên quyết định cái gì, tụi em nghĩ rồi như anh á, anh không có biết em nên làm sao, mà như cho anh á cái lý do mà anh chơi theo thằng Leon đó không, là tại vì hồi xưa đó cũng anh mới gặp nó đó là nó tạo ra cái kết quả mà anh muốn trong cuộc đời của anh. Cũng mà anh gặp nó như 26, 27, 28, 29 tuổi gì đó. Cũng mà nó trong cái nó, thời điểm nó hai mấy tuổi đó không? Là nó đã làm có tiền, nó nghỉ hưu sớm rồi. Thì cũng mà anh thấy gì đó là anh muốn đó, là nhái theo nó, anh muốn bắt chước theo nó. Tại vì mỗi lần đó, đi ăn chơi đó, anh thấy nó xài tiền sao? Anh thấy là nó có tiền, anh thấy là nó thoải mái cái tinh thần đó. Xong rồi anh muốn bắt chước theo nó. Bởi vì đó, là anh theo dõi nó, thằng khác có làm được không? Cậy nó, anh không cần biết, anh chỉ biết anh biết cái thằng Leon, anh biết cái thằng này, anh sẽ theo dõi nó chứ không có theo dõi thằng khác.